Đúng như đã hẹn với ông Viện, sáng hôm sau đoàn làm phim tiếp tục lên đường vào Bản Chán, xã Đồng Phúc. Không giống như tên gọi, Bản Chán thật đẹp, thật hùng vĩ. Một cảnh quan hiếm thấy, lại đông vui, no ấm. Đây là nơi có truyền thống cách mạng từ rất sớm và Bác Hồ đã từng qua trên đường Nam Tiến vào giữa tháng 5 năm 1945. Do địa hình hiểm trở, lại có nhiều đường mòn tỏa ra bốn phía, địch không thể kiểm soát được nên từ tháng 5 năm 1943, Bản Chán đã có Hội Việt Minh do ông Minh Công là hội trưởng. Tháng 6 năm 1944, Pháp dồn các thôn bản xung quanh tập trung xuống Bản Chán, rồi rào làng canh gác cẩn mật và đàn áp dã man những người bị nghi ngờ. Trong số đó có 7 người bị bắt tra tấn hết sức dã man. Tuy vậy, phong trào Việt Minh vẫn được duy trì và phát triển. Bản Chán dần trở thành trạm trung chuyển cán bộ Việt Minh từ Cao Bằng, Ngân Sơn, Chợ Giã đến rồi tỏa đi các nơi hoạt động. Nhờ có cơ sở Việt Minh vững chắc nên Bác Hồ đã lựa chọn Bản Chán là điểm dừng chân. Chiều tối ngày 14 tháng 5 năm 1945, khoảng hơn 3 giờ, Bác Hồ và đoàn bộ đội ông cụ đi từ Pù Cút, Nà Hai đi vào. Công việc đón tiếp đoàn đã có chuẩn bị từ hôm trước do ông Trà Tần phụ trách chung. Đoàn nghỉ tại nhà cụ Hoàng Văn Ý và Hoàng Văn Hợi ở ngay đầu bản. Theo người dân Bản Chán kể lại, cuộc đón tiếp đơn giản nhưng ấm cúng. Tối hôm đó, bác đã có cuộc nói chuyện thân mật cùng bà con Bản Chán. Giờ hai ông Hoàng Văn Ý và Hoàng Văn Hợi không còn. Ngôi nhà bác nghỉ hôm đó giờ đã được làm mới bởi các con của ông Ý và ông Hợi. Dừng chân ở đầu bản, chúng tôi gặp hai ông Hoàng Văn Bạch và Ma Văn Va đều đã gần 70 tuổi. Biết đoàn làm phim về bác, hai ông hồ hởi dẫn chúng tôi xem tấm bia ghi địa điểm Bác Hồ nói chuyện với nhân dân địa phương. Khi xem tấm bia, không chỉ hai ông tỏ ra thất vọng, mà bản thân chúng tôi cũng thất vọng không kém. Tấm bia được dựng sơ sài quá. Nếu không nhìn kỹ, chắc không ai nghĩ đó là một di tích lịch sử cấp tỉnh. Bản Chán giờ đã được bê tông hóa đến tận nhà. Cuộc sống người dân đã thực sự ấm no và họ không bao giờ quên ơn Đảng, Bác Hồ đã dẫn đường chỉ lối. Vì thế, một tấm bia di tích được xây dựng khang trang tại đây là điều mà người dân Bản Chán ai cũng mong muốn. Vì ông Viện không có nhà nên chúng tôi phải nhờ đến ông Hoàng Văn Bạch dẫn đường vào lán tìm ông. Quãng đường vào lán khá xa, mới 9 giờ sáng mà mặt trời đã lên quá cao. Người dân đi làm đồng cũng đã về tráng nắng. Phải mất khoảng 20 phút đi bộ, chúng tôi mới đến được lán ông Viện. Hóa ra khung cảnh yên tĩnh, mát mẻ tại đây đã níu chân một mình ông ở đây, dù các con ông rất muốn ông ở cùng con cháu. 78 tuổi, mái tóc đã bạc, sức khỏe cũng đã yếu. Nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, nụ cười và mắt ông luôn ánh lên niềm hạnh phúc và tự hào. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về đêm Bác Hồ về Bản Chán tối ngày 14 tháng 5 năm 1945. Và ông nhớ cái ông có cái kỷ niệm như thế nào khi mà Bác Hồ về đây ạ? Là hôm bác đến, dạ, thì bác có nói chuyện với các cháu, nói chuyện với bà con trong bản, vâng ạ, là nhân dân ở đây. Đồng bào ở đây thì cố gắng sản xuất ra được nhiều lương thực thóc gạo để nuôi sống. Và đồng thời thì cuộc sống chúng ta bảo đảm thì mới là yên chí, mới là cách mạng thì mới thành công. Như nếu mà tôi đi đâu ấy mà nhân dân còn nghèo nàn, thiếu thốn, thiếu ăn thì chúng tôi rất lo. Cho nên là đồng bào cứ yên tâm sản xuất cho ra nhiều thóc gạo của cải để đóng góp, vâng, cho nhà nước.
Hóa ra ông Viện chính là cậu bé năm xưa có vinh dự Bác Hồ bế trên tay trong đêm meeting tại bản Chán, xã Đồng Phúc, mà người dân ở đây và vùng lân cận của huyện Ba Bể vẫn thường kể. Khi ấy, cậu bé Viện mới được 7 tuổi. 71 năm trôi qua, nhưng với ông Viện, đó là một kỷ niệm không bao giờ quên. Ông còn nhớ như in, buổi tối hôm bác về, cả xã tập trung đông đủ, xếp hàng nối đuôi nhau để được bác nói chuyện. Thì khi mà bác Hồ về đây thì ông có cái vinh dự nào không ạ? Thật là vui quá. Tôi là đứng cuối hàng cuối cùng. Đấy, là xếp hàng như thế này chứ là hàng cuối cùng bác. Đương nhiên bác bê lên hôn. Và lúc bấy giờ thì cũng cảm nghĩ là cái hai bác cháu đã hôn nhau. Đấy, thế là một điều rất là vinh dự và tự hào được đến bác. Mà gặp rồi thì là bác lại bê mình nữa, bê bản thân nữa. Thế thật là vui quá, phấn khởi quá. Bác có nói rằng là thế là chúng tôi mong đồng bào ở đây, nhân dân ở đây thì thứ nhất là về mặt sản xuất được cơm no áo ấm là vui mừng nhất, và cái thứ hai nữa là nhân dân ở đây và chính quyền ở đây là làm thế nào cố gắng đào tạo cho cháu này trở thành người có ích cho xã hội. Vâng, hôm nay thấy ông vui bác, khỏe như thế này thì bác nói như thế đấy. Dạ, vâng. Thế là vẫn còn nhớ những cái lời của bác dặn dò là đến bây giờ không quên. Vâng. Một lần duy nhất được gặp bác trong đời, nhưng với ông Viện thì hình ảnh ông cụ già, mắt sáng, chòm râu thưa, đầu đội nón lá cùng một chiếc khăn dài vắt vai luôn đọng lại trong tâm trí ông. Ước mơ được gặp bác thêm một lần nữa trong đời mãi chưa thành hiện thực, đó cũng là điều mà ông Viện luôn canh cánh trong lòng. Chúng tôi hiểu cảm xúc của ông khi ông nói với cả đoàn làm phim rằng: mọi người đến thăm tôi để hỏi những câu chuyện về bác, tôi hạnh phúc, sung sướng như lại được bác Hồ đến thăm vậy. Chia tay ông để tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi chỉ mong ông có thêm nhiều sức khỏe để được một lần đến thủ đô Hà Nội vào lăng thăm bác, để được nhìn ngắm bác yên giấc ngàn thu, và đơn giản hơn đó là gặp lại người cha già đã bế ông, ôm hôn ông vào đêm 14 tháng 5 năm 1945. Được gặp ông Viện, người mà năm xưa bác Hồ từng bế, đã là niềm vinh dự cho đoàn làm phim chúng tôi. Nhưng khi gặp ông Lý Văn Thật ở thôn Nà Thầu, xã Đồng Phúc, chúng tôi lại có thêm những cảm xúc, những bất ngờ mới khi nghe ông kể về bác. 13, khi bác Hồ về đây, ông Thật được 14 tuổi. Ông còn nhớ như in về buổi lễ meeting hôm đó, khi bác Hồ dặn dò nhân dân phải cố gắng sản xuất ra nhiều thóc gạo, có đủ lương thực thì cách mạng mới thành công. Bác Hồ còn nói thêm, bác đi đâu mà nhìn thấy nhân dân đói thì bác lo lắm. Ông Thật còn khoe với chúng tôi, vâng lời bác dạy mà xã Đồng Phúc chúng tôi giờ không còn đói nghèo nữa, mọi người đều ra sức sản xuất và chăm lo cuộc sống. Khi được hỏi về hành trình gian khó mà bác Hồ từng vượt qua, ông Thật đã trả lời chúng tôi bằng một bài thơ tày đầy xúc tích. Bạn nên cũng bạc tiết kiệm mọi không mọi ý, chẳng chứ cả một vị thiên tài, các nước cũng điếp lại ngồi quỳ, mì song cần nước Mỹ mà nèm, lồng phủ cút giờ làng mà này, xăm giờ bạc đây thân hay, Đồng Phúc là tảng dây cách mạng, công lao liền cộng sản đà hưng, bạc trắng cổ mà thăm thân này, vằn xíp ít bươn pét bạc thân, nòn bàn chan lượn ông cụ quỳ, hội cách mạng du tí địa phương, mà toàn bác thân thương mọi ý,
xếp hàng từ Nà Lọc cúc bay tòn chào sông thân đuôi trắng giá tiếng hoan hô đồng phá bên đinh chào Bác Hồ thân đinh đồng ở phúc toàn dân lầu so chúc kính dân chúc Bác Hồ sống hơn mãi mãi. Cả đoàn làm phim ai cũng bất ngờ khi nghe bài thơ của ông Thật. Bài thơ khá dài, đọc cả bài phải đến 7 phút. Ông Thật đã khái quát lại hành trình cứu nước của Bác từ Bắc Bó, Cao Bằng qua tỉnh Bắc Cạn rồi sang Tân Trào, Tuyên Quang. Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945. Có lẽ phải chiêm nghiệm, phải dành cho Bác một tình cảm đặc biệt thì ông Thật mới viết nên những câu thơ giản dị mà lại mang ý nghĩa sâu sắc đến như vậy. Được nghe những câu thơ tày của ông Thật, đoàn làm phim chúng tôi ai cũng rưng rưng xúc động và thấy may mắn khi được gặp ông dịp này. Bởi ông Thật tuổi cũng đã cao, sức khỏe có hạn, trí nhớ cũng đã giảm sút. 1-2 năm nữa, liệu có còn được nghe ông đọc thơ về Bác? Hành trình theo chân Bác trên mảnh đất Bắc Cạn, được gặp gỡ những người cao tuổi như ông Thật, ông Viện và rất nhiều nhân chứng cao tuổi khác, thực sự đã đem lại nhiều cảm xúc ý nghĩa cho đoàn làm phim. Vẫn còn nhiều điểm Bác dừng chân, Bác đến ở và làm việc tại huyện Ba Bể mà chúng tôi chưa thể khám phá hết được. Nhưng chúng tôi luôn tin rằng nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể luôn trân trọng gìn giữ những kỷ vật, những câu chuyện giản dị về Bác để rồi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhắc nhở thế hệ trẻ luôn vững tin theo Đảng, theo Bác Hồ để xây dựng quê hương đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau trải qua một chuyến hành trình dài với những điểm dừng chân của Bác tại huyện Ba Bể. Đó là xã Hà Hiệu, xã Bành Trạch, thị trấn Chợ Rã, xã Quảng Khê và xã Đồng Phúc. Và xã Đồng Phúc, nơi mà ngọc mình đang đứng đây, cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng của Bác tại huyện Ba Bể. Qua đây thì chúng ta có thể hiểu được một phần nào đó hành trình gian nan vất vả của Bác và tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc huyện Ba Bể, cũng như tình cảm và niềm tin sắt son mà đồng bào các dân tộc huyện Ba Bể nói riêng và đồng bào các dân tộc Bắc Cạn nói chung dành cho con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Và chuyến hành trình tiếp theo của Bác tại Bắc Cạn là gì? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chờ đón chuyến hành trình tiếp theo của chúng tôi trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì Ngọc Minh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyến hành trình tiếp theo. Rừng núi quê ta đẹp mùa xuân nắng tràn.